Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 3 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Nền tảng số quản lý Covid-19 giúp giảm tải y tế cơ sở, người bệnh được chăm sóc kịp thời. Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với hành trình tháng 3 biên giới. Nga và Ukraine thông báo về vòng đàm phán mới. Thưa quý vị, trước việc số ca mắc Covid-19 chuyển nặng tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao, ngành y tế thành phố đã triển khai nền tảng số quản lý Covid-19 nhằm sớm tiếp nhận, bảo vệ người bệnh, nhất là nhóm đối tượng nguy cơ cao. Sau hơn một tuần triển khai, một số vấn đề về kỹ thuật khi truy cập vào đường link khai báo F0 hiện đã được khắc phục. Các trạm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc khai báo qua nền tảng số nhằm giảm tải số lượng người phải đến trực tiếp trạm y tế mỗi ngày. Thưa quý vị, theo ghi nhận của HTV thì thời gian gần đây tại các trạm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn tình trạng người dân tụ tập đông đúc để chờ đợi kết quả xét nghiệm cũng như là khai báo y tế nữa. Đây là một trong những tín hiệu tích cực cho thấy tình hình diễn biến Covid-19 đã lạc quan hơn, và đồng thời đặc biệt trong đó là do hiệu quả của việc chuyển đổi số trong công tác quản lý F0 tại nhà. Thấy mình mới khai báo là mình bị dương tính, là dương tính vào ngày 26 tháng 3 là hôm qua. Tại trạm y tế phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, mỗi ngày có khoảng hơn 50 trường hợp khai báo qua nền tảng số quản lý Covid-19. Hiện chỉ có những đối tượng nhiễm bệnh trước 14 tháng 3 cần nhận giấy hoàn thành cách ly tại nhà, và những người chưa chắc chắn với kết quả test nhanh mới đến trạm y tế để được hướng dẫn. Thì không còn hiện trạng mà tụ tập trước cửa kêu là tôi dương tính rồi không ai tiếp đón nữa, mà người dân đa số là họ đã biết tự khai báo ở nhà. Rồi có những cái gì thắc mắc thì họ sẽ liên hệ qua số điện thoại để có thể được tư vấn. Những cái đối tượng mà nguy cơ cao được dán cảnh báo đỏ và trạm sẽ chú ý nhiều hơn. Một số người lớn tuổi là họ không có dùng smartphone, thậm chí họ chỉ sử dụng điện thoại bàn thôi, và cũng không có người thân được. Thì những cái trường hợp đó thì cũng có hướng giải quyết là mình sẽ gọi điện họ và lấy thông tin của họ và mình lưu lại đó để mình cũng theo dõi. Cái tỷ lệ người dân tới trạm khai báo ít đi, rồi cái tỷ lệ F0 sẽ không tới trạm nữa, bớt đi, và cái thuận lợi nữa là chúng ta quản lý được cái tỷ lệ người nhiễm mà có yếu tố nguy cơ, là để mình tập trung mình theo dõi sát cái đối tượng đó. Tính đến hôm nay, trạm y tế phường 4 quận Phú Nhuận cũng đã tiếp nhận 102 trường hợp F0 khai báo qua nền tảng số, trong đó gồm một ca thuộc nhóm nguy cơ cao. Từ đây, công việc của 3 nhân viên y tế tại đây cũng được giảm tải. Chúng tôi ghi nhận là các số ca mà khai báo trên phần mềm tăng dần, các thủ tục hành chính cũng được xuất về qua cái phần mềm này, thì sẽ giảm tải được cái công việc cho nhân viên y tế. À, cái công tác trả đổi cái giấy tờ này thì cũng được dễ dàng hơn. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các ca Covid-19 nhập viện và chuyển nặng trên địa bàn chưa giảm bền vững, vẫn còn lên xuống liên tục. Do đó, việc chuyển đổi số sẽ giúp các cơ sở y tế tập trung theo dõi, hướng dẫn và điều trị kịp thời cho F0, nhất là với người thuộc nhóm nguy cơ. Hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ ngành y thành phố mang tên Bác vừa đến với vùng cao Đông Bắc. Tháng 3 biên giới, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, chia sẻ cùng với người dân, tăng cường hợp tác trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã vừa được Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Hà Giang, Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Bệnh viện Phục hồi Chức năng Điều trị Bệnh Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho người dân huyện Vị Xuyên. Tại đây, Hội Thầy Thuốc Trẻ thành phố đã khám và phát thuốc cho 500 người dân, tặng 500 suất thuốc cho người dân các xã khó khăn, gia đình chính sách huyện Vị Xuyên, trao tặng 300 cơ số thuốc cho Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Hà Giang. Đến phát thuốc như này là bọn em là người là đến khám là rất là cảm ơn rồi. Các cháu coi như là rất là tốt đấy. Dịp dàng nhiệt tình chăm bệnh cho bệnh nhân là cận kẽ. Thực ra thì đi khám bệnh từ thiện cũng đi rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần tới những biên giới mà gặp những cô chú mà vùng xa vùng xôi mà không có điều kiện khám thường xuyên này á, là cảm thấy rất là tội. Là mong các cô chú ở đây luôn dồi dào sức khỏe thôi. Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng công trình thanh niên là sân chơi thiếu nhi trị giá 80 triệu đồng cho trường mầm non Họa Mi, thị trấn Việt Lâm. Với những cái hoạt động rất là ý nghĩa trong một chuỗi hoạt động của Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Hà Giang để tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng như là các gia đình chính sách
và hướng tới cái việc mà nâng cao sức khỏe cho các cháu học sinh cũng như là để tạo những cái vui chơi lành mạnh trong cho các cháu. Mục đích chương trình của Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Hà Giang muốn tạo một cái sân chơi cho các bạn y bác sĩ trẻ về nguồn và tìm hiểu về những nơi di tích mà các ông cha ta đã từng hy sinh để đổi lại độc lập dân tộc cho hôm nay. Cũng trong dịp này, Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dụng Doctor Home cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh, ngành y tế, ký kết hợp tác hỗ trợ về hậu Covid, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa Hội Thầy Thuốc Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Hà Giang với những nội dung về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đồng hành trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tổ chức lễ chào cờ tại cục cờ Lũng Cú, thăm đồn biên phòng Lũng Cú. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình tháng 3 biên giới của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh đối với sức khỏe người dân vùng cao tỉnh Hà Giang. Du học tại chỗ là hình thức học và nhận bằng quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là mô hình liên kết đào tạo đã được Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong những năm qua, luôn được đánh giá cao về chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp và có chi phí hợp lý. Chương trình liên kết giữa Đại học Mở và Đại học Rouen Normandie Pháp là mô hình đào tạo cử nhân nghề nghiệp thương mại quốc tế được đánh giá cao về tính hiệu quả khi sinh viên theo học 3 năm tại Việt Nam và sẽ nhận bằng tốt nghiệp do Đại học Rouen Normandie cấp. Nét nổi bật của chương trình là sinh viên Việt Nam sẽ học cùng sinh viên đến từ Pháp. 50% các môn học đều gắn kết với hoạt động thực tế. Sinh viên được học từ dự án, kết nối với các nhà quản trị, các doanh nghiệp để trải nghiệm học hỏi từ môi trường kinh doanh. Từ đó, phân tích những lợi thế và khó khăn, đề xuất các ý tưởng giải pháp trong kinh doanh. Đây là chương trình du học tại chỗ, do đó là về mặt kinh phí thì chúng ta thấy rằng là rất thấp so với các chương trình khác ở Việt Nam và cũng như các chương trình đi học ở nước ngoài, do đó rất là thuận tiện cho các em. Chương trình này đã có 3 khóa sinh viên ra trường và các em có việc làm rất là tốt. Trong suốt cái thời gian học thì chương trình đem lại cho em rất nhiều là lợi ích, giống như là kiến thức thực tế nè, tham gia các chương trình trao đổi văn hóa giữa Pháp và Việt Nam. Rouen Normandie là đại học công lập hàng đầu tại Pháp. Với môi trường học tập năng động, kết nối với thế giới nghề nghiệp và kinh doanh thương mại, chương trình liên kết quốc tế Rouen được đánh giá cao tại Pháp cũng như châu Âu, hướng tới mục tiêu việc làm và hội nhập tốt nhất trong nền kinh tế cạnh tranh và toàn cầu hóa. Future Me 2021-2022 được Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Hill phối hợp cùng với Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr. Q tổ chức lần đầu tiên dưới hình thức cuộc thi hướng nghiệp, đã thu hút hơn 2.000 học sinh từ 160 trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Top 10 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng chung kết cuộc thi Future Me 2021-2022 đã cùng trải qua các phần thi sôi động kịch tính, tranh tài cho ngôi vị quán quân. Dưới sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp, học sinh lớp 10, 11, 12 đã nhận diện được hành trình để chọn lựa đúng ngành nghề phù hợp và có nhiều cơ hội đạt đến thành công. Các thí sinh đã trải qua các phần thi, thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo về ước mơ của bản thân và hành trình chinh phục con đường mục tiêu nghề nghiệp. Phần thi tranh luận đối kháng của các cặp thí sinh và hùng biện của 5 cặp thí sinh xuất sắc, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hill cũng dành nhiều cơ hội cho các em học sinh khác nhận các gói học bổng hấp dẫn từ quỹ học bổng 36 tỷ của Hill trong năm học 2022-2023. Trong năm nay, các vùng trồng đậu đỏ theo quy trình hữu cơ của Nhật Bản tại Sơn La, Hà Giang và Nghệ An bắt đầu vụ đầu tiên để chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Một hecta vùng trồng đậu đỏ đầu tiên được thử nghiệm theo quy trình hữu cơ của Nhật Bản, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng khắt khe để xuất khẩu sang nước này. Đồng thời, đây là cơ hội để nông dân Việt Nam từng bước thay đổi được định hướng canh tác, để chính người Việt cũng sử dụng được nông sản tiêu chuẩn cao. Một cái tổ kỹ thuật theo dõi, đánh giá theo tình hình thị trường và sẽ báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch là 10 ngày một lần. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là với sự chỉ đạo của tập đoàn Endo với kỹ thuật của Nhật Bản thì chương trình sẽ có thu được kết quả thắng lợi.
Thì cái hạt đậu đỏ giống của Nhật Bản của chúng tôi mang sang ấy, thì so với hạt đậu đỏ của Việt Nam ấy, thì hạt nó nhỏ hơn và cái hương vị của cái hạt đậu đỏ này nó rất là đậm đà. Cái khí hậu ở vùng trồng thổ nhưỡng ở Sơn La này ấy, thì rất hợp với bên rất giống với vùng trồng lớn nhất ở Nhật Bản là Hokkaido. Tại vì khí hậu, cái nhiệt độ buổi trưa và ban ngày với cái khí hậu buổi tối sự chênh lệch rất cao thì nó rất phù hợp với cái trồng đậu đỏ này ạ. Nhật Bản là một đất nước sử dụng đậu đỏ nhiều nhất thế giới. Hàng năm thì sản lượng mà họ cần lên đến tầm 40 triệu tấn. Tuy nhiên thì đất nước Nhật Bản họ chỉ cung ứng được 20 triệu tấn trồng tại Nhật thôi. Chính vì thế một nửa sản lượng là họ phải nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, Nam Mỹ, Canada, v.v. Thì trong thời gian vừa qua thì do dịch bệnh và một số cái vấn đề về thuế quan thì trong thời gian tới thì đối tác Nhật Bản họ rất là muốn dịch chuyển vùng đậu đỏ về Việt Nam. Đây là một dự án cực kỳ tiềm năng bởi không chỉ vì toàn bộ sản lượng đầu ra đã được thu mua mà chúng tôi còn mong muốn cam kết được với bà con nông dân được cái giá trị sản xuất lâu dài. Dự kiến sau khi trồng thử tại Sơn La, Hà Giang và Nghệ An, tháng 4 năm nay dự án mở rộng vùng trồng lên 1.000 ha. Các năm tiếp theo sẽ mở rộng với quy mô sản xuất lên đến 20.000 tấn mỗi năm. Dự án được đánh giá cao và nhận về nguồn tài trợ lên đến 2 triệu đô la Mỹ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Viện Nha khoa Quốc tế Westway đã trở thành nha khoa đầu tiên có mặt trong các trung tâm thương mại lớn bậc nhất tại Việt Nam. Sáng ngày 26 tháng 3, chuỗi nha khoa Westway chính thức hoạt động tại tầng trệt G05 Aeon Tân Phú. Westway sở hữu đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm dày dặn trong việc điều trị và giảng dạy nha khoa tại Việt Nam và có nhiều năm làm việc tại những quốc gia có nền y khoa hiện đại trên thế giới. Hiện nay, Westway đã đầu tư vào công nghệ quét dấu hiện đại máy iTero 5D cho thấy trước kết quả chỉnh nha và theo dõi tiến trình dịch chuyển răng một cách chính xác. Quét dấu toàn hàm chỉ trong vài phút phát hiện sớm các bệnh lý răng miệng, giúp lưu trữ hồ sơ 3D, đồng thời ứng dụng thuật toán, số hóa nụ cười, tối ưu kế hoạch chỉnh nha nhanh chóng, hiệu quả. Mang đến một cái sức khỏe răng miệng cho ngày càng nhiều người Việt Nam hơn, thì thành tựu là tụi em chọn một cái chiến lược trở thành một cái nha khoa đầu tiên mở ở trong môn và đặc biệt là Aeon môn nói riêng. Thì trong tương lai thì tụi em cũng sẽ triển khai mở rộng thêm những nha khoa trong môn nữa. Thành thử đây cũng là một cái kênh mà mình có thể tiếp cận được ngày càng nhiều người khách hàng hơn và mong muốn trở thành một cái nha khoa quốc dân dành cho người Việt. Westway sẽ phát triển hơn. Tôi biết vì sao uy tín này, chất lượng phù hợp với mọi người và đây cần những cái điểm như thế này. Có một cái trung tâm đầu tư chất lượng, tất cả phải theo quy trình để hình thành một cái nha khoa hàng đầu. Đặc biệt, nhằm chào mừng sự kiện khai trương chi nhánh mới lần này, chuỗi nha khoa Westway ưu đãi giảm giá lên đến 50% với các dịch vụ trong vòng 10 ngày. Trước tình hình ngày càng có nhiều vụ bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về kiến thức pháp luật cho chị em công nhân, người lao động với chủ đề Bạo lực gia đình đừng im lặng. Buổi tư vấn có sự tham gia của khoảng 200 nữ công nhân nội trợ lao động tự do trên địa bàn quận Bình Tân. Tại đây, những luật sư chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã tư vấn trang bị cho chị em những kiến thức cần thiết về bạo lực gia đình và cách phòng chống. Theo đó, bạo lực gia đình thường xảy ra trong các mối quan hệ thân thuộc gần gũi với 4 hình thức: bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình dục. Nạn nhân thường là những người phụ nữ vì những định kiến về xã hội như tự ti, xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến chồng con, gia đình nên thường im lặng, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi đã nói và tuyên truyền trong những buổi tuyên truyền cho xuống khu dân cư, hoặc là chúng tôi vào trường, chúng tôi tuyên truyền cũng như tất cả các địa phương là chúng tôi vào tới khu dân cư, khu công nghiệp. Chúng tôi tuyên truyền mong rằng người phụ nữ là phải có khát vọng vươn lên. Người phụ nữ bây giờ là đã được nhiều cái thành công trong cuộc sống. Tức là người phụ nữ bây giờ đã được trong những địa vị trong xã hội là đã có rồi. Thành ra có những người tại sao mà bị bạo hành gia đình như vậy mà im lặng không dám nói. Ở đây chúng tôi nói là tức là cái nguy hiểm là gì? Tức là chúng ta rất là ích kỷ. Tại vì khi cha mẹ người lớn bạo hành thì sẽ ảnh hưởng tới mấy đứa con, tâm lý mấy đứa trẻ. Thì qua những cái vụ bạo hành gia đình hiện nay thì chúng ta thấy là chúng ta không được im lặng, tại vì im lặng là tội ác.
Đây là một trong những hoạt động truyền thông thiết thực và hiệu quả, kêu gọi sự phối hợp giữa các đoàn thể và cơ quan chức năng trong việc ngăn ngừa và xử lý bạo lực gia đình, góp tiếng nói trong việc đồng hành cùng phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh. Nhà văn Phạm Thị Ngọc Liên vừa có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm mới Những bà già xinh đẹp tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm được hình thành từ những dòng trạng thái nhà văn viết trên trang cá nhân, chia sẻ những cảm nhận về thế giới người già bằng sự hài hước và được nhiều bạn đọc yêu thích. Cuốn sách được viết dựa trên những câu chuyện chia sẻ có thật từ tác giả và bạn bè, những người cùng trong độ tuổi trên dưới U50. Những trang viết vẽ chân dung các nhân vật bà già thật khác so với những hình dung về bà nội, bà ngoại xưa nay. Đó là những người già theo tuổi nhưng vẻ ngoài của họ vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Họ về hưu nhưng vẫn lên rừng xuống biển, du sơn ngoạn thủy. Hay là những người phụ nữ đã trải qua nhiều đau buồn, mất mát, đủ thấm thía mọi hỉ nộ ái ố để biết sống tích cực, lạc quan bên kia dốc cuộc đời. Những bà già xinh đẹp đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Họ thư thái đón nhận mọi điều tốt đẹp nhất và cũng bình thản đón nhận cả những điều không may xảy đến. Tác giả Phạm Thị Ngọc Liên là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, từng đạt được nhiều giải thưởng về văn học, đã xuất bản rất nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, là một người có nhiều trải nghiệm từ văn chương qua báo chí, từ thơ qua nhạc, từ họa qua phim, tự do đi lên rừng xuống biển, tình yêu cuộc đời bao giờ cũng chan chứa. Hội Doanh nhân họ Bùi đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi miền Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiều năm qua, tại các tỉnh thành trên cả nước và kiều bào ở nước ngoài, những người con họ Bùi đã vận động, tập hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Doanh nhân họ Bùi Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân các tỉnh, thành phố. Nhiệm kỳ vừa qua, Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi miền Nam đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, đó là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hoạt động của câu lạc bộ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể ban điều hành cùng các thành viên, câu lạc bộ đã linh hoạt xây dựng chương trình hoạt động từ hình thức trực tiếp sang hình thức online để phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Tập thể câu lạc bộ đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, trong đó duy trì với tổng giao dịch trên 37 tỷ đồng. Trải qua được 2 cái năm dịch thì các anh em cũng đã tạm lắng cái hoạt động xuống. Mà từ năm 2022 này thì các anh em cũng ngồi đây là cam kết với nhau sẽ đẩy mạnh cái hoạt động, xây dựng cái cộng đồng lớn mạnh hơn, chăm lo đến đời sống của các cái thành viên, hội viên được tốt hơn, mang lại nhiều cái được cho các hội viên của hội câu lạc bộ doanh nghiệp họ Bùi miền Nam. Cảm xúc sung sướng và hôm nay là đại hội là khắp cả nước và rất là mong muốn được cái điều là đại hội diễn ra cực kỳ thành công và rất là điều tốt đẹp để anh em thành viên và những doanh nhân gắn kết lại với nhau, cùng nâng đỡ, cùng nắm tay nhau phát triển lên. Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân họ Bùi miền Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm với tinh thần cởi mở, cầu tiến, đề cao tinh thần dân chủ văn minh. Đại hội đã bầu ra ban điều hành câu lạc bộ nhiệm kỳ mới với 7 thành viên do ông Bùi Khắc Hào làm chủ tịch cùng 23 ủy viên. Tin thế giới, giới chức Nga và Ukraine đã thông báo vòng đàm phán mới giữa hai bên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cho tới nay, các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể và chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine đang bước vào tháng thứ hai. Trong một thông báo trên mạng xã hội, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medensky cho biết hai bên đã nhất trí đàm phán trực tiếp trong hai ngày 29 và 30 tháng 3, nhưng không nói cụ thể các cuộc đối thoại sẽ diễn ra ở đâu. Trong khi đó, ông David Arakamia, thành viên phái đoàn đàm phán Ukraine thì nói rằng, vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa hai nước sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3. Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điền đàm về tình hình mới nhất trong xung đột Nga-Ukraine, cũng như về các cuộc đối thoại hòa bình. Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí vòng đàm phán tiếp theo giữa Moscow và Kiev sẽ diễn ra ở thành phố Istanbul. Tổng thống Erdogan trong tuần qua nói rằng Nga và Ukraine dường như đã đạt được sự thông hiểu về 4 trên 6 điểm đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 25 tháng 3 nói rằng chưa đạt được sự đồng thuận nào đối với các điểm đàm phán mấu chốt giữa Nga.
Đến nay, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 cuộc đàm phán trực tiếp ở Belarus từ ngày 28 tháng 2 và cuộc đàm phán thứ tư đã bắt đầu hôm 14 tháng 3 theo hình thức trực tuyến. Hai bên cũng từng có cuộc gặp cấp cao đầu tiên ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10 tháng 3 kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhưng không đạt bất cứ kết quả đột phá nào. Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Liên Hợp Quốc hôm qua đã công bố báo cáo cho thấy hơn 3,8 triệu người đã rời khỏi nước này để đi lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, thì dòng người Ukraine đi lánh nạn đang có chiều hướng giảm rõ rệt. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hầu hết trong số 3,8 triệu người Ukraine đi lánh nạn là phụ nữ và trẻ em. Cụ thể, khoảng 2,2 triệu người đã sang Ba Lan, hơn 500.000 người sang Romania và gần 300.000 người sang Nga. Cơ quan này cũng cho biết dòng người đi lánh nạn từ Ukraine là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, con số này đã giảm đáng kể khi xuống dưới mức 100.000 người một ngày và thậm chí có thời điểm xuống dưới mức 50.000 người một ngày. Trong một diễn biến liên quan, hôm nay 28 tháng 3, hãng thông tấn TASS của Nga trích phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối đề xuất đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine và thiết lập vùng cấm bay. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Scholz phát biểu, Berlin sẽ không đụng đến lĩnh vực quân sự ở Ukraine, kể cả khi nó được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Đức khẳng định các lệnh trừng phạt nên là công cụ chính để gây áp lực lên Moscow. Chuyển sang một số thông tin khác. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah, vùng bờ Tây. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng một số nước Ả Rập đến Israel để dự hội nghị hòa bình Israel-Ả Rập với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ. Tại đây, ông Blinken đã nhấn mạnh Mỹ cam kết giúp đỡ người dân Palestine, đồng thời khuyến khích việc nối lại những cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel vốn đã bị ngưng trệ từ lâu. Về phần mình, ông Abbas đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ Mỹ vì đã khôi phục hỗ trợ tài chính cho Palestine. Trước đó, nguồn hỗ trợ này đã bị gián đoạn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Ông cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập. Trước cuộc họp với lãnh đạo Palestine, ông Blinken đã kêu gọi Israel và Palestine tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trước thềm các dịp lễ quan trọng. Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng ở Israel vào hôm qua 27 tháng 3 sau khi hai nghi phạm người Ả Rập tấn công bằng súng, bắn chết hai cảnh sát và làm 12 người khác bị thương tại thành phố Hadera, miền trung Israel. Theo hãng tin Reuters, sáng nay, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã nhận tiến hành vụ tấn công. Cảnh sát Israel cho biết đã tiêu diệt hai nghi phạm, đồng thời bắt giữ các thành viên trong gia đình của hai kẻ tấn công để phục vụ điều tra. Lực lượng cảnh sát Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố trên toàn quốc sau vụ một người đàn ông dùng xe và dao tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng hôm 22 tháng 3. Hôm qua, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến cho 132 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam nước này hôm ngày 21 tháng 3 vừa qua. Vào đúng 14 giờ theo giờ địa phương, tiếng còi hụ đã vang lên khắp khu vực miền núi ở huyện Đàng Quyền tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Toàn bộ nhân viên cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia về tai nạn và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Thân nhân của các nạn nhân cũng đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ người thân của mình. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21 tháng 3 khi máy bay Boeing 737-800 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh đến thành phố Quảng Châu đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu. Máy bay sau đó được xác định đã đâm xuống vùng núi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Giới chức Trung Quốc sau đó xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay đã thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hộp đen của máy bay. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vừa diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Sau 3 năm diễn ra mà không có MC và khán giả do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ trao giải năm nay đã quay trở lại với hình thức truyền thống nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Phim Dune Hành tinh cát đã thắng lớn tại Oscar năm nay với 4 tượng vàng tại các hạng mục âm thanh xuất sắc, nhạc phim xuất sắc, biên tập phim xuất sắc và thiết kế sản xuất xuất sắc. Không nằm ngoài dự đoán, giải phim nước ngoài hay nhất đã thuộc về phim Drive My Car của Nhật Bản.
Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên trong lịch sử một diễn viên khiếm thính thắng từng vàng Oscar ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc. Đó là Troy Kotsur nhờ vai diễn của ông trong phim Coda. Bộ phim này cũng đã mang về giải kịch bản chuyển thể xuất sắc cho nhà văn kim đạo diễn Sian Hayer. Còn giải kịch bản gốc xuất sắc đã thuộc về nhà làm phim người Anh Kenneth Branagh với tác phẩm Belfast. Đây là giải Oscar đầu tiên của ông sau 8 đề cử. Nhà làm phim New Zealand Jane Campion đoạt giải đạo diễn xuất sắc với tác phẩm The Power of the Dog của nền tảng Netflix. Bà là người phụ nữ đầu tiên hai lần đoạt giải này tại Oscar. Kịch tính diễn ra về cuối lễ trao giải khi Chris Rock ra công bố giải phim tài liệu. Danh hài này liên tục nói xấu Jada Pinkett Smith, vợ nam tài tử Will Smith, khiến Smith lên sân khấu tát vào mặt Chris Rock. Không lâu sau đó, chính Will Smith thắng luôn giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim King Richard. Anh đã không cầm được nước mắt, đồng thời xin lỗi khán giả và ban tổ chức vì sự nóng nảy của mình. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Jessica Chastain với vai diễn trong phim The Eyes of Tammy Faye. Đây là từng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của cô sau 3 lần được đề cử. Và hạng mục quan trọng nhất của đêm trao giải, phim xuất sắc nhất đã thuộc về tác phẩm Coda. Cuối tuần qua, hàng chục ngàn người đã tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi được diễn ra sau thời gian dài nhiều sự kiện thể dục thể thao bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong năm thứ 5 đồng hành cùng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Nestle Milo tài trợ 1.200 bộ đồng phục thể thao cho các em học sinh lớp 6 và 7, nước uống và các trang thiết bị hỗ trợ công tác tổ chức. Đặc biệt, màn đồng diễn trên nền nhạc năng động Việt Nam do Nestle Milo và 1.200 em học sinh chuẩn bị đã thổi bùng sức nóng của ngày hội. Nestle Milo được truyền cảm hứng từ sự hưởng ứng của đông đảo các cơ quan và các em học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong số các sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao của nhãn hàng trong năm 2022, với mong muốn khuyến khích niềm yêu thích vận động, bởi thông qua việc luyện tập thể dục thể thao, chúng ta có thể rèn luyện được sự bền bỉ và ý chí, những yếu tố làm nên sự thành công trong cuộc sống. Không chỉ đồng hành cùng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Nestle Milo cũng đang triển khai giải chạy bộ trực tuyến cho trẻ đầu tiên. Giải chạy bộ trực tuyến là phiên bản mới nhất của ngày hội đi bộ Milo Iron, một trong những hoạt động thường niên tiêu biểu của chương trình Năng động Việt Nam do Nestle Milo phát động. Tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gần 1.000 người đã hưởng ứng tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1,5 km trên tuyến đường Tân Túc phía trước trung tâm hành chính huyện. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời kêu gọi đồng bào tập thể dục của Bác, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Bên ngoài sự kiện, các hoạt động hồi khỏe phù đổng cho các em học sinh và các hoạt động thể dục thể thao sẽ tiếp tục được hưởng ứng triển khai. Herbalife Việt Nam đã công bố đồng hành cùng với giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 Tiền Phong Marathon năm 2022 diễn ra tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 25 tới ngày 28 tháng 3 năm 2022. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam và hưởng ứng ngày chạy Olympic. 3.700 người, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, đạt thành tích cao tại các đấu trường khu vực và thế giới, và những người yêu thích bộ môn chạy, bao gồm các doanh nhân, nhà nghiên cứu, học sinh và người dân địa phương, đã hào hứng tham gia sự kiện. Để có sức khỏe tốt thì 80% là dinh dưỡng, còn 20% là vận động. Cái việc tham gia giải marathon có thể giúp cho các bạn tái tạo cái nguồn năng lượng, giải phóng được những cái năng lượng tiêu cực. Và bên cạnh đó mình có thể truyền được cái nguồn cảm hứng cho những người yêu thích vận động. Việc mà có rất nhiều những cự ly khác nhau thể hiện một cái tinh thần rất là tuyệt vời trong giải này. Đó chính là thu hút và kêu gọi được rất là nhiều những cái đối tượng tham gia, và nó gửi một cái thông điệp rất là lớn, lan tỏa được cái sự vận động, cái sức mạnh cũng như là lối sống năng động và lành mạnh đến với toàn cộng đồng. Và tôi cho rằng đây là một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Qua 62 năm, giải chạy đã phát hiện và bồi dưỡng hàng trăm vận động viên cấp kiện tướng, cấp 1, làm rạng danh Việt Nam trong các giải marathon quốc tế và là nòng cốt của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tham dự các cự ly chạy dài và chạy trung bình trong các cuộc thi đấu ở SEA Games, ASEAN Games và các giải điền kinh châu lục thế giới.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.